Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một căn hộ thuộc chung cư Himalayan Riverside, có vị trí tọa lạc đường D1 hay còn gọi đường Hoàng Trọng Mậu, khu dân cư Himalayan, phường Tân Hưng, quận 7. Và đây là mình quay hình ảnh ở con đường D1 này quý vị. Trước khi lên căn hộ, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một số hình ảnh xung quanh của khu chung cư Himalayan Riverside. Đây là hình ảnh phía bên ngoài các bạn. Khu dân cư Himalayan Riverside này có siêu thị ngay ở bên dưới tầng trệt các bạn. Tiện ích quanh khu chung cư Himalayan Riverside gồm có trường Mầm non Tân Hưng, trường Quốc tế Việt Úc, trường Vita School. Từ chung cư Himalayan Riverside đây các bạn đi sang siêu thị Lotte Mart, mình đi chỉ khoảng 500m. Còn đối diện mình đây là chung cư Florida. Đây là hình ảnh phía ngoài con đường đi vào khu chung cư Himalayan. Trong chung cư Himalayan mình đây là có hồ bơi các bạn. Và bây giờ mình đưa các bạn lên khu căn hộ. Đây là hình ảnh khuôn viên nội khu của chung cư Himalayan Riverside. Và tiếp theo chúng ta cùng đi lên tham quan căn hộ. Đây là trước cửa ra vào block F thuộc khu chung cư Himalayan Riverside. Và tiếp theo chúng ta cùng đi lên căn hộ nha các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào tham quan và khám phá chi tiết căn hộ Himalayan Riverside. Căn hộ này có tổng diện tích là 82m². Chủ nhà hiện gửi mình bán với giá là 3.650.000.000. Đây là khu vực phòng khách này các bạn. Căn nhà này chủ nhà sẽ để lại toàn bộ nội thất y nguyên như này các bạn. Nhà có 2 phòng ngủ, 2 toilet. Nhà có sẵn bộ bàn ăn này. Và đây là toilet phía ngoài của phòng khách. Và mình sẽ đưa các bạn vào tham quan trong phòng ngủ. Phòng ngủ này có hướng là view sông. Nhà đã đầy đủ nội thất, quý vị chỉ việc xách vali vào ở các bạn. Mình nhắc lại căn hộ này có diện tích là 82m², giá chủ nhà gửi bán với giá là 3.650.000.000. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Đây là mình quay hình ảnh từ ban công của phòng ngủ. Nếu quý vị và các bạn thấy video của mình hữu ích, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Và tiếp theo mình đưa các bạn sang phòng ngủ tiếp kế bên. Phòng ngủ này có toilet trong phòng ngủ nha các bạn. Phòng ngủ khá là rộng. Mình có tủ áo này, kệ tivi, và đây là toilet trong phòng ngủ. Căn hộ khu Himalayan Riverside này tiện ích nội khu
rất là đầy đủ các bạn. Siêu thị nằm ngay dưới tầng shop house. Và đây là mình quay hình ảnh từ cửa sổ của phòng ngủ. Đây view cửa sổ nhìn xuống là dòng sông. Kia là phía dưới kia là cầu Him Lam các bạn. Mình nhắc lại căn hộ này có diện tích là 82 mét vuông. Giá chủ nhà gửi mình bán với giá là 3 tỷ 650 triệu. Nếu quý vị và các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Và tiếp theo mình sẽ đưa các bạn đi vào bên khu vực phòng bếp. Đây là phòng bếp, khu vực nấu ăn của chúng ta này. Mình có tủ lạnh, tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Chủ nhà đã trang bị sẵn lò vi sóng này, bếp ga. Ở khu căn hộ Him Lam đây các bạn có thể sử dụng ga trung tâm hoặc là dùng bếp điện các bạn. Đây là phòng phơi đồ và giặt đồ. Khu vực phòng bếp của chúng ta có view cũng nhìn ra sông nha các bạn. Chúng ta ra ngắm lại khu vực phòng khách thêm một lần nữa. Đây là phòng khách của căn hộ. Mình nhắc lại thông tin, căn hộ này có tổng diện tích là 82 mét vuông. Giá chủ nhà gửi mình bán với giá là 3 tỷ 650 triệu. Nếu quý vị và các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0988 136 639 hoặc 0934 080 888. Nếu quý vị và các bạn thấy video của mình hữu ích, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn.